Cảnh báo tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trong 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch, đại phú cát lành, nổ lộc giàu sang. Hoan hỉ chào đón sự hiện diện của quý vị khán thính giả trong video bói mệnh tháng mới nhất trên kênh Phong Thủy Phát Tài. Quý vị thân mến ạ, người xưa nói, một đức hạnh, hai mệnh, ba phong thủy, bốn tích âm công, năm đọc sách. Đạo đức là gốc của con người, chỉ có tu dưỡng tâm tính mới có thể thay đổi vận mệnh đời người. Cổ nhân cũng có câu, phúc nhân cư phúc địa phúc nhân cư, ý chỉ rằng một nơi vốn dĩ có phong thủy không được tốt, người phúc đức đến sinh sống một khoảng thời gian, nơi đó phong thủy tự nhiên sẽ thay đổi và trở thành mảnh đất may mắn. Trong video ngày hôm nay, để nắm rõ vận mệnh, phúc khí của mình trong khoảng thời gian 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch, tháng của cô hồn dã quỷ và cũng là tháng vô lan, quý vị hãy cùng Phong Thủy Phát Tài theo dõi phần luận giải và cảnh báo cho bản mệnh của mình ngay sau đây nhé. Tử vi 15 ngày đầu tháng 7 năm 2024, tuổi Ất Tỵ âm lịch. Nhờ có lục hợp mà bản mệnh giữ được mối quan hệ hài hòa nơi công sở và với mọi người. Tuy nhiên không phải bên ngoài cứ vui vẻ cười nói mới là tốt, nhất là khi trong lòng của bạn đang dậy sóng. Dường như khi không được sống đúng với bản thân mình, thường xuyên phải đi làm hài lòng mọi người, thứ bạn nhận được là sự mệt mỏi trong tâm, bạn chưa thấy có lấy một ngày vui thực sự. Điều đó có nghĩa là bạn cần quyết tâm, cần sống cho bản thân mình rồi đấy. Mệnh có tuyệt khiến con giáp tuổi Ất Tỵ 15 ngày đầu tháng này làm việc gì cũng cảm thấy không chắc chắn về tương lai. Một số ý kiến khiến bạn cảm thấy lung lay, thiếu tin tưởng về tương lai cũng như con đường mà mình đã chọn. Tuy nhiên, những ai đam mê làm về lĩnh vực kinh doanh ăn uống thì tốt, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển việc làm ăn. Trong chuyện tình cảm hay các mối quan hệ cá nhân, 15 ngày đầu tháng này không thích hợp để níu kéo, hàn gắn những mối quan hệ cũ hoặc là đang trên đà rạn nứt, bởi nó có thể dẫn đến những tình huống khó khăn. Trên đây là phần luận đoán tổng quát 15 ngày đầu tháng 7 âm lịch cho con giáp. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đi vào luận giải chi tiết từng ngày, may rủi ra sao quý vị nhé. Sau đây sẽ là ngày đầu tiên của vận trình. Chính tài tác động, người tuổi Ất Tỵ gặp may ở phương diện tài chính, dù là người làm ở lĩnh vực nào cũng sẽ có tiền chảy về túi. Với riêng người kinh doanh, các hoạt động đầu tư bên ngoài cũng thu về lãi nhiều, giúp bản mệnh có tiền tiêu rủng rỉnh. Nhân cơ hội này hãy mở rộng cơ hội làm quen thêm những người mới để có dịp hỗ trợ tốt hơn cho công việc. Vận trình sự nghiệp cũng đang trên đà tăng tiến rất tốt, bạn được đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm của mình, điều đó giúp bạn hoàn thành công việc đúng với yêu cầu, thậm chí còn xuất sắc hơn cả mong đợi. Cấp trên kỳ vọng rất nhiều và bạn đã chứng tỏ rằng mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm những trọng trách lớn lao hơn. Có điều vận trình tình cảm của bản mệnh không tốt đẹp. Điều này chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, các thành viên trong gia đình dễ xảy ra nhiều tranh cãi, đẩy cả hai ra xa nhau. Tiếp theo là ngày mùng 2, nhờ có tam hợp che chở, người tuổi Ất Tỵ đón những bước tiến triển vượt bậc trong sự nghiệp cá nhân của mình. Năng lực của bạn được khẳng định nhờ vào sự cố gắng nỗ lực của chính mình. Bản mệnh có thể vượt qua bao nhiêu thử thách chông gai để hoàn thành những mục tiêu đã định. Chuyện tiền bạc ngày hôm nay với con giáp này cũng vô cùng may mắn dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình. Những khoản mà bạn kiếm được đáng để người khác ngưỡng mộ. Đường gia đạo rộng mở phơi phới nhờ có ngũ hành tương sinh hỗ trợ. Nhờ vậy người độc thân có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp cho mình. Cơ duyên đến với bạn khá bất ngờ nhưng cũng rất đáng để trân trọng. Tiếp theo là ngày mùng 3. Vận trình ngày mới của người tuổi Ất Tỵ đang có chiều hướng tốt dần lên. Ngày này được cục diện lục hợp nâng đỡ. Con giáp này được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian tới là rất lớn. Nhân đà này, hãy cố gắng hết sức mình để không lỡ mất thời cơ hiếm có. Cát vận đang che chở cho bản mệnh ở cả phương diện tài chính, tài vận trong ngày hanh thông, tiền bạc dồi dào, giúp bạn chủ động hơn trong việc chi tiêu. Hơn nữa, bạn khá nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không phải là quá khó. Cả nguồn thu chính và phụ đều tăng, giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho con giáp này. Tuy nhiên ngũ hành xung khắc cho nên chuyện tình cảm không mấy thuận lợi. Tiếp theo là ngày mùng 4. Hôm nay tuổi Ất Tỵ được chính quan độ mệnh nên công danh sự nghiệp sẽ có những bước tiến đáng kể.
Cũng bởi thời gian con giáp này làm việc với tinh thần hứng khởi, phát huy hết năng lực bản thân và đưa ra những ý tưởng độc đáo, sáng tạo nên có thể thuận lợi giải quyết được mọi khúc mắc trong công việc. Một số sự cố bất ngờ xảy ra lại là cơ hội để bạn chứng tỏ bản thân. Vậy nên đừng quá lo lắng, khi bạn có thể thể hiện được năng lực trong những tình huống thực tế, sẽ rất nhanh giành được sự tin tưởng của cấp trên. Con giáp này được đánh giá cao về khả năng lãnh đạo, đó sẽ là lợi thế trên con đường thăng tiến của bạn. Tuy nhiên về chuyện tình cảm thì tuổi Ất Tỵ không nên quá mong đợi, không được ngũ hành ủng hộ. Các cặp vợ chồng nên quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều hơn để cùng thấu hiểu và cảm thông, tránh cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Tiếp theo là ngày mùng 5. Xem tử vi ngày mới, cát tinh chính ấn sẽ mở ra cho người tuổi Ất Tỵ những cơ hội để tiến gần hơn với mục tiêu sự nghiệp của mình. Bản mệnh dễ dàng đạt được những mục tiêu đã định và có thể ngồi vào vị trí mà mình mong muốn. Song để có thể có được điều này, tất nhiên bạn sẽ phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Tài vận khá tốt, có khả năng sẽ có thêm thu nhập vào cuối ngày. Các nguồn thu chính và phụ cùng xuất hiện, dù là người làm công ăn lương hay là kinh doanh cũng đều có lộc không kể xiết. Tiền bạc đổ về nhanh chóng nhưng bạn sẽ cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, chứ đừng vung tay quá chán. Chuyện tình cảm trong gia đình ngày mới của bản mệnh có phần tươi sáng hơn, nhất là về các mối quan hệ với các cháu. Tiếp theo là ngày mùng 6, tỷ kiên xuất hiện. Hôm nay được đánh giá là một ngày tất bật với người tuổi Ất Tỵ. Công việc mới cũ chồng chất, bạn lại chưa có phương pháp sắp xếp hợp lý nên mọi thứ rối tinh rối mù. Bạn lo ngại biểu hiện không tốt của mình sẽ ảnh hưởng tới đánh giá từ cấp trên nhưng lại không có hành động thực tế để điều chỉnh. Ngày này cũng có điểm báo tai họa do tiểu nhân gây ra sẽ xảy đến với bản mệnh. Có những chuyện tưởng chừng đã thành, kế hoạch và thành công chỉ còn cách nhau một bước chân. Nhưng bởi kẻ tiểu nhân nhúng tay vào cản trở nên tới cuối cùng lại đổ bể tan tành. Chuyện tình cảm diễn ra đều đều. Về cơ bản thì bạn và người thân vẫn có mối quan hệ tốt, không có mâu thuẫn nào quá lớn. Tuy nhiên đôi khi vì tình cảm ổn định quá lại sinh ra cảm giác nhàm chán. Tiếp theo là ngày mùng 7. Người tuổi Ất Tỵ có một ngày không mấy thuận lợi do hung tinh kiếp tài cản trở. Kiến nghị con giáp này cần cảnh giác đề phòng những chuyện xấu có thể xảy ra, nhiều sự cố phát sinh bất ngờ. Tuổi Ất Tỵ cần phải hết sức để tâm tìm cách giải quyết trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Nhìn bề ngoài đường tài lộc tưởng là ổn thỏa nhưng thực ra lại có những sự cố bất ngờ khiến tiền bạc trong túi tiêu tan. Kiếp tài cũng là hung tinh chủ hao tài nên đầu tư kinh doanh hay là mở rộng quy mô buôn bán trong ngày hôm nay không phải là một quyết định khôn ngoan. Bạn nên chờ thời cơ thích hợp hơn, hay vì nóng vội không nên. Chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển, gia đạo kém sắc. Nếu tuổi này không nhanh chóng tìm cách hâm nóng tình cảm thì e rằng mối quan hệ sẽ nhanh chóng tàn phai. Có thể là do công việc hoặc những chuyện ngoài lề cuộc sống chi phối mà hai bạn lại càng ít chia sẻ với nhau nên mọi thứ mới tới nông nỗi này. Tiếp theo là ngày mùng 8. Tử vi ngày mới của tuổi Ất Tỵ có phần tươi sáng hơn, nhất là về đường gia đạo khởi sắc. Thiên ấn cũng mang đến tin vui ở phương diện sự nghiệp. Con giáp này được cát tinh tương trợ nên có thể dễ dàng vượt qua trở ngại trên con đường tiến tới thành công. Với sự chủ động và nghiêm túc của mình, bạn có thể tạo ra được nhiều giá trị lao động lớn lao hơn trước đó. Cũng trong ngày này, chuyện kinh doanh buôn bán của con giáp này vô cùng suôn sẻ. Lợi nhuận thu về không nhỏ giúp tuổi Ất Tỵ có thêm động lực để phấn đấu, song cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh mắc phải những sai sót không đáng có, khiến tiền vừa vào túi đã rơi ra. Tiếp theo là ngày mùng 9. Trong ngày thân hợi tương hại, tuổi Ất Tỵ có thể sẽ gặp phải rắc rối trong công việc vì chính thái độ của mình. Bạn vốn luôn được cấp trên đánh giá cao về những cống hiến hết mình cho công việc, nhưng thời gian này bạn có phần cao ngạo, ngủ quên trên chiến thắng mà làm việc chảnh mảng sơ sài, tự gây rắc rối cho bản thân. Tài vận của bản mệnh cũng không được tốt như mong đợi. Ngoài những yếu tố khách quan thì cũng phải xét đến nguyên nhân chủ quan khi bạn đang có phần hời hợt trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Bạn làm việc có phần cẩu thả, khiến cho tiền bạc nhầm lẫn thất thoát lúc nào không hay. Bù lại, nhờ ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm phát triển thuận lợi, đường gia đạo khá vượng khi có đào hoa phơi phới. Tiếp theo là ngày mùng 10. Hôm nay tương phá nhập cục không tốt cho công việc của tuổi Ất Tỵ trong ngày. Nhiều người có cảm giác bồn chồn không yên do có linh cảm không lành về tai họa sắp ập tới với mình trong công việc.
Những ai đang làm ăn kinh doanh thì cẩn thận, kẻo bị chơi xấu làm mất trắng công sức bạn gây dựng bấy lâu nay. May mắn là tiền bạc vẫn ổn định nhờ có thực thần trợ mệnh. Con giáp này là người biết kiếm tiền nhưng cũng tiêu tiền đúng chỗ. Bạn thoải mái trong việc ăn uống, không ngại chi tiền lớn cho việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình mình. Tình cảm đi lên nhờ kim sinh thủy, bạn tự quyết định hạnh phúc của mình, không nghe theo lời người ngoài xúi giục linh tinh. Đối với người đã có gia đình thì bạn luôn biết cách phản bác để bảo vệ người thân trong nhà trước lời đồn đại của thiên hạ. Tiếp theo là ngày thứ 11. Thiên ấn chiếu mệnh có lợi cho những bạn làm công chức hoặc đang nắm giữ chức vụ quan trọng ở cơ quan. Dù không phải là người quá nổi bật nhưng tiếng nói của bạn trong công việc có giá trị, luôn nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh. Tài vận khởi sắc nhờ có tam hợp cục chiếu cố, tiền bạc cho phép bạn mở rộng tầm mắt và sẽ giúp cung cấp cho bạn những cách tốt nhất để đạt được sự hài hòa và cân bằng. Ngày mới này có lợi cho việc mua bán đất đai, đi xa kiếm tiền hoặc là mua bán đồ vật có giá trị hoặc là ký hợp đồng. Gia đạo của bản mệnh cũng lên hương không kém nhờ ngũ hành thổ sinh kim. Bạn hài lòng với bản thân ở thời điểm hiện tại, không sợ thất tình, chỉ sợ thiếu tiền. Con giáp này học được nhiều bài học sau khi gặp phải những con người sống vô ơn bạc tình. Tiếp theo là ngày 12. Công việc vất vả quá thì nên gác lại hoặc là nhờ người hỗ trợ. Đừng tham công tiếc việc tự làm rồi không kham được. Thực ra thì việc bạn dồn tâm huyết cho tương lai và sự nghiệp là điều rất đáng được khuyến khích. Nhưng bạn cũng nên để ý giấc ngủ và xương khớp của mình thời gian gần đây. Tiền bạc của tuổi này được hỗ trợ bởi chính tài nên cũng khá hơn hẳn mọi ngày. Bạn nên cân nhắc việc tiết kiệm để sau này còn tính tới chuyện làm ăn. Nếu biết tham khảo đầu tư cho công việc hiện tại và đất đai thì sẽ xin lời tiền bạc sớm về tay. Mộc kim bất dung khiến gia đạo của con giáp này đi lùi. Bạn là con giáp nghị lực, sống tích cực nhưng không hiểu do trục trặc tình cảm hay có vấn đề gì mà bạn mất niềm tin vào cuộc sống. Thái độ của bạn trong những lúc nóng giận khiến mọi người sợ hãi. Tiếp theo là ngày 13. Lục xung lâm vận đen đem lại xui xẻo cho công việc của Ất Tỵ ngày hôm nay. Tuổi này hạn chế xuất hành đi xa, ký kết giấy tờ hoặc là khai trương, cày xới đất đai trong ngày hôm nay. Những bạn muốn hơn thua với đồng nghiệp thì sẽ không có kết quả tốt, thà chịu nhịn một chút mà lại được lợi về sau. Vận tiền tài của con giáp này có thiên tài trợ lực nên cũng không mất mát gì nhiều. Ất Tỵ dễ có lộc liên quan đến xổ số đất đai hoặc là mua bán, mua vàng hoặc là mở sổ tiết kiệm mới là cách tính toán có lợi cho bạn nhất lúc này. Đường gia đạo của Ất Tỵ không như ý vì mộc kim bất dung, đừng cố gắng can thiệp vào chuyện của người khác, dễ xảy ra xô xát và mâu thuẫn, ảnh hưởng bản thân, lo chuyện bao đồng, sẽ khiến bạn thiệt thân đấy. Tiếp theo là ngày thứ 14, chính ấn cho biết Ất Tỵ là người chăm chỉ, chịu khó, hết lòng vì công việc. Tuy nhiên có những lúc bạn còn cứng nhắc và khó tính cho nên khiến mọi người xung quanh ái ngại không muốn lại gần. Con giáp này nếu muốn vươn xa hơn trong thời gian tới thì cần phải bớt cái tính khó tính lại. May mắn có nhị hợp giúp đỡ nên Ất Tỵ cũng thu về cho mình khá nhiều tiền. Nhờ tài năng ăn nói, ngọt tai và tính tình nhanh nhẹn nên con giáp này khá hợp kinh doanh và tiết kiệm tiền. Bạn vẫn hoàn thành chỉ tiêu như thường, thậm chí còn tìm thêm được việc bên ngoài để tăng thu nhập. Cục diện thổ sinh kim cho thấy đường gia đạo của bản mệnh khá hạnh phúc. Bạn có thể mạnh mẽ trong mọi trường hợp nhưng đến khi bị bệnh thì không thể cố gắng làm gì. Hãy để mọi người có cơ hội được quan tâm và chăm sóc bạn. Hãy mở lòng với những người có ý tốt với mình. Cuối cùng là ngày 15. Chính quan trợ mệnh giúp Ất Tỵ suôn sẻ trong mọi việc mình đang làm. Nhờ suy nghĩ lạc quan nên rất nhiều lần bạn thoát khỏi áp lực do công việc đem lại. Bạn có một ngày mới nhiều bất ngờ. Điều bạn chỉ nghĩ là trong mơ cuối cùng đã thành sự thật. Tam hợp chiếu sáng đường tiền tài của Ất Tỵ giúp con giáp này kiếm được kha khá lộc lá về mình. Con đường kiếm tiền khá dễ, tuy nhiên bạn cũng nên cẩn thận để tránh bị lừa gạt. Con giáp thiên lương này có tiền nhưng không khinh chê người, rất thích làm phước giúp người nghèo khổ. Hỏa kim bất dung là điểm xấu cho đường gia đạo của bạn trong ngày mới. Cẩn thận có tranh cãi trong gia đạo, sinh nở khó khăn, đi lại gặp kẻ xấu, cần phải nhắc nhở con cháu của mình nếu có người mang thai trong gia đình. Trên đây là phần luận giải đoán mệnh 15 ngày đầu của tháng 7 âm lịch cho con giáp. Tiếp theo chương trình là phần cảm ngộ nhân sinh, triết lý đổi mệnh. Quý vị hãy cùng nán lại để nghe những kiến thức phương Đông tuyệt diệu từ cổ nhân quý vị nhé. Tu dưỡng ba phong thủy này trên cơ thể, bạn sẽ tránh được mọi tai họa và có vận mệnh tốt đẹp. Phong thủy có quan hệ mật thiết với con người.
phong thủy của một nơi có tốt hay không, còn tùy thuộc vào việc người sống ở nơi đó như thế nào. Vậy nên đức hạnh là phong thủy tốt nhất đời người. Phong thủy đầu tiên của một người là trái tim. Thứ nhất, nuôi dưỡng trái tim thiện lương. Hugo từng nói, thiện lương là viên ngọc quý hiếm trong lịch sử. Người thiện lương còn tốt hơn cả người vĩ đại. Người xưa cũng nói, nhân chi sơ tính bổn thiện, bản chất của con người vốn dĩ là thiện. Ngụy Trinh từng nói, ái xuất giả ái phản, phúc vãng giả phúc lai. Tạm dịch là hết lòng yêu thương người ta, thì đối phương cũng thương yêu lại mình. Vì người ta tạo phúc, đối phương cũng sẽ vì mình mà tạo phúc. Bởi vậy, thiện lương chính là món quà ông trời ban tặng cho con người. Làm việc thiện mà không cầu hồi báo, bởi luôn giữ trái tim lương thiện chính là phúc báo lớn nhất. Người biết sống nhân ái sẽ được ấm no hạnh phúc. Làm điều ác cũng không cần người khác trừng phạt, bởi vì trong lòng kẻ ác luôn lạnh lùng, không có chút hơi ấm nào thì tự thân đã đáng thương. Một người có thể giàu có hoặc vô danh, nhưng nếu đánh mất tấm lòng thiện lương thì cuộc đời sẽ mất đi nền tảng. Hãy gieo hạt giống thiện lương khắp muôn nơi để mọi người cảm nhận được vẻ đẹp và hạnh phúc trong cuộc sống của họ. Thứ hai, nuôi dưỡng trái tim bao dung. Bao dung nghĩa là biết đặt mình vào vị trí của người khác và hiểu được khó khăn của họ. Lúc này lòng bạn sẽ dịu lại và bạn sẽ bắt đầu tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Nhưng bao dung cũng có điểm mấu chốt của nó. Bao dung một cách mù quáng là một loại điểm yếu. Người không hiểu được lòng bao dung sẽ đánh mất sự tôn trọng của người khác. Còn người bao dung một cách mù quáng sẽ đánh mất phẩm giá của chính mình. Thứ ba, nuôi dưỡng tâm thái khiêm nhường. Khiêm nhường là một loại tầm nhìn. Người hiểu được khiêm nhường nhất định là nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, biết núi cao nước sâu, sẽ không vì thành tựu của bản thân mà trở nên kiêu ngạo. Khiêm nhường là một loại sức mạnh. Tấm lòng khiêm nhường giống như cỏ dại, không chế nhạo thế giới bên ngoài, cũng không quan tâm đến sự chê cười của thế gian mà âm thầm tích lũy sức mạnh cho chính mình. Vương Dương Minh từng nói, ở đời có hai căn bệnh nặng, một là lười biếng và hai là kiêu ngạo, vậy nên khiêm nhường sẽ vĩnh viễn không bị tổn thương. Phong thủy thứ hai của một người là miệng. Thứ nhất, đừng vạch trần khuyết điểm của người khác. Cây cần có vỏ, con người sống cần thể diện, không có ai sống mà không quan tâm đến thể diện. Người làm tổn thương thể diện của người khác cũng sẽ làm tổn thương trái tim của họ. Đánh người thì không nên đánh vào mặt, vạch trần thì không nên vạch trần khuyết điểm. Người xưa có câu, long hữu nghịch lân xúc tất chi nộ, nghĩa là rồng có vảy ngược đụng vào ắt nổi giận. Ai cũng có chuyện không muốn người khác chạm vào, nếu không thì không biết được hậu quả thế nào. Nếu bạn làm người khác mất mặt, người khác chắc chắn sẽ tìm đường quay lại tính sổ với bạn. Bởi vậy đừng nói về khuyết điểm trước mặt một người què, đừng nhắc đến sự mập mạp trước mặt một người béo và đừng nói về sự xấu xí trước mặt đông thi. Người không kiểm soát tốt cái miệng của mình sẽ gây thù chuốc oán khắp nơi, từ đó con đường đi sẽ ngày càng hẹp và trắc trở. Thứ hai, đừng khoe khoang. Ở nước Triệu có một phương sĩ rất thích khoe khoang. Ông ta tuyên bố đã nhìn thấy Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông, Si View, Thương Hào, Nghiên, Thuấn, Vũ, Thang, Mục, Thiên Tử, Giao Chỉ Thánh Mẫu và đã sống hàng vạn năm. Một ngày nọ, Triệu Vương ngã ngựa và bị thương nặng. Bác sĩ nói phải lấy máu hơn nghìn năm mới lành, cho nên Triệu Vương ra lệnh giết phương sĩ để lấy máu. Bấy giờ phương sĩ mới sợ hãi, nhanh chóng làm rõ rằng anh ta đang khoe khoang. Nhưng nhà vua không tin và cho rằng anh ta đang nói dối để cứu mạng nên đã giết anh ta. Nhiều người thích khoe khoang khi không có việc gì làm, dường như họ không thể sống thoải mái nếu không khoe khoang. Nhưng một khi người khác tin vào điều đó thì họ sẽ phải trả giá. Vì vậy, đừng khoe khoang mà không biết tầm quan trọng của vấn đề. Thứ ba, đừng nói lời vô nghĩa. Mạc Tử từng trả lời học trò Tử Cầm của mình rằng nói không ngừng có ích gì. Ví như con ếch trong ao ngày nào cũng kêu, kêu đến miệng khô không khốc nhưng chẳng có ai để ý đến. Nhưng gà trống chỉ gáy 2-3 lần vào lúc bình minh. Khi mọi người nghe tiếng gà gáy thì biết bình minh sắp đến nên ai nấy đều chú ý. Trong cuộc sống, những hiểu biết sâu sắc thì luôn được mọi người hoan nghênh, kính trọng. Còn nói chuyện hời hợt và vô nghĩa thì mọi người sẽ cảm thấy nhàm chán. Thực tiễn đã chứng minh rằng chỉ bằng cách nói chuyện có nghĩa và nắm bắt chính xác nội dung câu chuyện, bạn mới có thể tạo thêm sức hấp dẫn cho mình. Phong thủy thứ ba của con người, đó là hành vi. Thứ nhất, đừng đi đường tắt. Tất nhiên trong cuộc sống luôn có những con đường tắt và con người có thể đạt được hạnh phúc một cách nhanh chóng mà không cần nỗ lực nhiều.
Nhưng nếu đi đường tắt quá nhiều, bạn sẽ mất khả năng leo núi, bởi đường tắt là thủ thuật, nhưng leo núi mới là bài tập thể dục. Trên thế giới này có nhiều con đường gập ghềnh hơn con đường bằng phẳng và có rất ít đường tắt có thể đi được. Nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất, sóng lớn nổi lên từ đường đáy biển. Chỉ có tích lũy từng chút một, bạn mới có cuộc sống vững chắc và hạnh phúc. Nếu chúng ta đã quen đi bộ trên đường gập ghềnh, nên thỉnh thoảng đi đường tắt sẽ có tác dụng. Nhưng nếu đã quen đi đường tắt, nếu lại đi đường gập ghềnh, bạn sẽ phát hiện ra bản thân không còn khả năng đương đầu với những khó khăn. Lúc đó sẽ có rất nhiều lời phàn nàn và cuộc sống sẽ nhanh chóng xuống dốc. Thứ hai, đừng làm lợi cho mình mà gây thiệt hại cho người khác. Có câu nói rằng, đừng lấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm. Làm điều thiện thì cuộc sống sẽ ngày càng thăng hoa, còn làm điều ác thì sẽ rơi vào sa ngã. Làm điều thiện thì khó, làm điều ác thì dễ. Không có ai là kẻ ngốc cả. Bạn đối xử với người khác như thế nào thì người khác sẽ đối xử với bạn như vậy. Bạn tưởng mình đã đạt được, nhưng thực ra bạn đã đánh mất nhân phẩm của chính mình. Vào lúc nửa đêm bạn có thể bị lương tâm cắn rứt. Thứ ba, đừng tham lợi nhỏ. Trên thế giới không có bữa trưa nào là miễn phí và chiếc bánh trên trời chưa chắc đã rơi vào tay bạn. Đằng sau tất cả những lợi ích nhỏ đều sẽ ẩn chứa một cái giá lớn hơn. Hãy luôn nhớ rằng không phải mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến với bạn. Không tham lợi nhỏ là một loại tu dưỡng. Tả Tông Đường nói, đừng kiếm tiền với những người thích giá rẻ, đừng tìm kiếm lời khuyên từ những người đáng ngờ. Vì lợi nhỏ mà làm mất lòng tin của mọi người thì cái mất nhiều hơn cái được. Đôi khi bạn nên nhường người khác một bước. Theo thời gian bạn nhận được điều may mắn theo một cách bất ngờ nhất. Chịu thiệt là phúc, không tham lợi nhỏ cũng là một loại trí tuệ. Cuộc sống của mỗi người nhàn rỗi hay ưu sầu, kẻ lười biếng lắm bệnh tật, người bận rộn thì nhiều niềm vui. Làm người nhàn rỗi chưa chắc đã hạnh phúc, lười biếng chưa chắc đã hưởng phúc, chỉ có bận rộn thì mới có thể đạt được hạnh phúc. Người nhàn rỗi hay ưu sầu, con người không thể quá nhàn rỗi, nếu nhàn rỗi thì họ sẽ nghĩ linh tinh. Bởi vì chẳng có gì để làm nên sẽ buôn chuyện với người khác. Lâu ngày nếu suy nghĩ quá nhiều sẽ có xu hướng suy nghĩ chuyện tiêu cực, không ngừng than phiền về bản thân. Họ lo được lo mất, tâm trạng luôn bấp bênh, dễ mất bình tĩnh và luôn thích đắm chìm trong hư ảo. Những người quá nhàn rỗi sẽ như vậy, sinh ra đủ thứ lo lắng ở trên đời. Cuộc sống này có nhiều điều phiền muộn, nhưng phần lớn là do quá nhàn hạ, lo lắng quá nhiều mà ra. Kẻ lười biếng thì nhiều bệnh tật. Cuộc sống này có nhiều phiền muộn nhưng phần lớn là do việc quá nhàn hạ, lo lắng quá nhiều mà ra. Vấn đề lớn nhất lúc này là họ đang nghĩ quá nhiều nhưng lại làm quá ít. Con người siêng năng thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhưng con người mà lười biếng thì sẽ không có ý chí chiến đấu. Một khi con người trở nên lười biếng, quen an nhàn, tự tại, không muốn làm việc và lao động, có nhiều thời gian để ăn uống và vui chơi, thức khuya không kiểm soát được, buông thả vô độ, lâu dần sinh ra một vòng luẩn quẩn cuộc sống thất thường và cơ thể chắc chắn sẽ bị bệnh. Người bận rộn lắm niềm vui, bận rộn không bất hạnh, bận rộn không đau đớn, bận rộn chính là một loại năng lượng tích cực, bận rộn có thể nâng cao năng lực, thay đổi bản thân, bận rộn có thể đổi lấy kết quả và thu được lợi ích. Chỉ khi con người bận rộn thì họ mới không bị xã hội đào thải và ở yên tại chỗ. Không có thời gian suy nghĩ cho những việc linh tinh, người bận rộn lúc nào cũng phấn đấu cho mục tiêu, không có năng lượng để nói chuyện đúng sai về người khác và cải thiện bản thân. Vì bận rộn, họ đã đạt được những thành tựu, kiếm được nhiều tiền, đặt nền móng cho sự nghiệp và cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi hết video. Chúc quý vị vận trình mới có được sự bình an hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Hãy quay lại mỗi ngày với Phong Thủy Phát Tài, cô bác nhé. Chúng tôi luôn ở đây để chia sẻ và dẫn đường cũng như đồng hành cùng với cô bác trên mọi nẻo đường.